Dạ, xin chào buổi sáng cả nhà mình ha. Rồi tiếp tục quay lại vườn thì hôm nay quay lại vườn chia sẻ cho cả nhà mình thì vấn đề thì tiết năm nay đó cả nhà. Năm nay thì thời tiết em đoán cũng khá là thuận ha. Thì thời điểm này thì bước qua tháng 11 rồi. Hôm nay là mùng 5 tháng 11 âm lịch mình ha. Thì tiết trời se lạnh nè, có hơi lạnh nè, nhưng mà ngày thì nắng ha, sáng thì sương. Ngày thì nắng nhiều và cái cây mai của mình á, gió nó cũng chướng nè, gió đông mạnh nè, nên thời tiết năm nay là khá thuận lợi. Thì những cái cây của mình thì ví dụ như cả nhà mình nụ mùi á thì thời điểm này mình sẽ giãn ra, không có xịt thuốc nha cả nhà. Nếu mà xịt thuốc sâu á, hoặc là xịt dưỡng á, là cây mai mình nó nở rất là nhiều, nở rất là nhiều. Do vậy thì anh em mình thời điểm này mình cũng dự đoán thời tiết, mình xem thời tiết và coi cái nụ mai của mình để mình xử lý ha, để xử lý cho nó đúng. Nếu cả nhà mình xử lý không có đúng thì nó sẽ nở sớm một phần đó. Vườn của em thì nói chung cũng có nở lác đác một ít thôi cả nhà, một ít thôi, nhưng mà mình cũng không có xử lý nhiều đó. Hôm trước thì em tưới riêu miên cộng dưỡng rễ thôi, thì dưỡng rễ rồi cũng dưỡng nhẹ ha. Do vậy thì cây mai của mình, tại hôm trước em có lắp thêm một ít trấu với xe dừa đó, mình ém thêm phân, do vậy thì mình không có đi phân gì hết nha cả nhà, để cho cây mai của mình nó sẽ tạo bộ rễ mới ra thôi, chứ không có cho nó dinh dưỡng để nó phát triển mà nó sẽ nở ha. Do vậy thì anh em mình không có tưới lượng phân vào thời điểm này. Những cái cây nụ nhỏ mà anh em mình thử thử tưới 15-20, ví dụ mình tưới tưới vô cái mức độ nó là 20 gram cho 20 lít nước, hoặc là 30 gram 20 lít nước, tùy theo cái liều lượng mình tưới tăng thôi. Mà cây mai mình khi mà nó nở rồi, bắt đầu thấy nó nở khoảng 2-3% thì anh em phải ngưng liền ngưng liền ha, đừng có để cho nó tưới một cữ nữa thì nó sẽ sung mà nó sẽ bung nhiều nữa. Do vậy thì mình sẽ xem và mình xử lý. Thì những cái cây ví dụ anh em mình có ít thì rất là dễ ha, kiểm soát rất là dễ, còn nhiều ở đây thì có thể là mình sẽ sơ lược, mình lược lại số cây nào nụ nhỏ mình tưới nhẹ 15-20 thôi. Còn nếu mà tưới mà nó bung rồi thì anh em mình ngưng liền, hoặc là thời điểm này thì có sâu thì mình để luôn cả nhà, không xịt thuốc sâu, không xịt dưỡng. Vì khi mà xịt Anvin đi cả nhà, xịt Anvin nó cũng bung cũng nở luôn cả nhà, nên anh em mình sẽ cẩn thận, đừng để cho mình xử lý mà nó nở sớm trước Tết thì rất là tiếc ha. Tại vì một năm thì mình làm cái cây thời gian nó tới 11-12 tháng mà chỉ còn 1-2 tháng nữa thôi, cây mai mình nó nở sớm nở trước thì mình rất là tiếc, quay lại một năm sau nữa. Nên chơi một cây mai thì mình phải biết xử lý và mình coi cái thời điểm thích hợp mà mình xử lý. Chứ nhiều khi mình xử lý nhiều quá xử lý nhiều quá thì trường hợp xảy ra nó nở sớm là trường hợp nó rất là bình thường nha cả nhà. Rất bình thường, nó nở thì do cây mức độ mình sung quá thì nó nở là mình không có kiềm chế được. Còn có một số anh em thì nhắc lại nè cả nhà, thì anh em mình thấy nở quá thì xịt tin, nói chung mình xịt mà nó chặn lại đó, chặn lại nó không cho nở là nó cũng là con dao hai lưỡi nha cả nhà. Xịt thì nó không có bung nữa, nhưng mà sau khi mình lại lá thì nó cũng không có bung luôn cả nhà, hoặc là nó bung lác đác thôi. Tại vì khi mình xịt á, mình xịt ví dụ như xịt tin đi, cái liều lượng tin của nó là 7 cc cho 20 lít nước ha. 7 cc cho 20 lít nước mà mình xịt 10-12 đi. Đó, mức độ nó tin thì nó rất là nóng ha, rất là nóng. Khi hoặc là cái chất tẩy của nó rất là cao ha, rất là cao. Do vậy khi mình xịt vô á, nó nóng nó sẽ làm chai những cái nụ của mình luôn, thì nó sẽ không bung, và sau khi mình lại lá ra thì nó cũng sẽ không bung luôn. Lý do thì em không có xịt tin là lý do là khi mình xịt nhiều quá thì cái nụ mình nó bị chai, nó không có nở nữa ha nha. Thì xịt tin có thể mình xịt tháng 5 nè, tháng 6 nè, mình xịt 1-2 cử thôi. Thì vào thời điểm đó là mưa, trời mát thì mình xịt có thể là cho nó tẩy những cái bệnh trên lá thì rất là tốt. Nhưng mà em cũng thời gian em cũng ít xịt lắm cả nhà, do là mình không, xịt tin nó rất là hôi nhiều lắm,
nên em không có xịt những cái loại mà nó hôi, tại nhà mình xịt gần nhà nè, xịt nên nó hôi quá mình cũng khó chịu ha, nên không có xịt. Thì cái cây tứ quý siêu bông này cả nhà, tứ bông này nè, thì mà hôm trước cái dàn nụ cả nhà cũng thấy, thì nay nè cả nhà thấy nè, cái nụ nó rám vàng hết cả nhà, ha, nó nụ rám vàng, cả nhà thấy nè, rám vàng. Thì cái dòng này siêu bông thì cái nụ nó chắc thì cho ra cái màu sắc bông nó đậm thôi cả nhà, và bông nó màu sắc nó đậm ha, và bông nó nở thẳng cánh, nó nở thẳng so với cái nụ non, và nó nở cái màu tươi hơn ha. Nên cái loại siêu bông này thường thường anh em mình nói chung là rất xử lý rất là khó, tại vì khi mà nó cái tiết trời đó nó sung á, tiết trời nó mát hoặc là mưa nó tái dụ đó, thì nó sẽ nở rất là nhiều, nó nở rất là nhiều, nên khó xử lý. Những anh em dòng trước á, thì em thì siêu bông mới có khoảng một năm mấy này thôi cả nhà, mấy này, nhưng mà theo em dự đoán á, thì theo cái kinh nghiệm để mình xử lý trong một năm mấy qua đó, thì mình tạo nụ thì mình thấy nó cũng tạo là phân thuốc của mình, thì mình đi thích hợp, và mình đi như cái loại thủ đức của mình thì nó cũng cho ra cái dàn nụ nè cả nhà thấy nè. Nếu mà siêu bông cả nhà thấy cái dàn nút á, thường là nó sẽ không có rám vàng đâu, nhưng mà khi mình ép chậu nè, mình canh được cái lượng nước, rồi mình giữ được cái lượng nước nó thích hợp, thì cái nụ nó vẫn rám vàng lên bình thường thôi cả nhà. Còn những anh em mình vô cái chậu lớn quá, mình mức độ nước mình canh không có được á, thì lại nó đi tược nhiều, nó xanh, nó đi tược, cái nụ nó không có lớn và cái cành nó không có lớn. Lý do là nhiều nhà vườn thì có rất nhiều anh em thì cũng tới tham quan vườn của em trong thời điểm vừa qua, thì anh em nói là cái dạng nụ và dạng xương rất là cứng, đó là tại vì mình mình xử lý và mình làm nó dạng như mình đã canh được cái, mình tự chủ được cái lượng nước, và mình xử lý những cái phân thuốc của mình nó đúng cách, thì đưa cho ra cái dàn nụ nó cũng rất là đẹp nha cả nhà. Thì mình thấy như vậy là cũng đạt rồi cả nhà, đạt ha. Do vậy thì mỗi vườn có một cái kinh nghiệm khác nhau. Cây này thì mới có một mùa thôi, nhưng mà cả nhà thấy nè, dàn xương tới mức độ nó cứng nè ha, nó cứng ra tới ngoài luôn ha, cứng ra tới ngoài luôn là mình đi cái lượng phân thích hợp rồi cả nhà. Đi thì tới thời điểm này thì năm nay thì em thấy thuận ha, nên mình không cần thúc nhiều nữa, và tháng 11 này có thể mình sẽ tưới dưỡng nhẹ thôi ha, tưới dưỡng nhẹ để cho nó tạo bộ rễ nó bắt ra ha. Này thay chậu nó cũng rớt một ít lá nữa nè cả nhà, thay chậu nó rớt để thừa lá ha. Nếu mà còn nhiều nữa thì có lẽ theo khoảng lối hâm thì mình sẽ xịt thuốc ha, tại vì những cái lá mùi này thì mình xịt thuốc sâu đó cả nhà, xịt vào cái nhũ dầu nó cao thôi là nó sẽ rớt một ít lá già nữa rồi, không cần thiết là mình sẽ xiết nước cho nó khô để cho nó rớt lá, xiết nước khô thì rất là nguy hiểm. Còn mình có thể là mình sẽ xịt những loại thuốc sâu mà có nhũ dầu cao thì nó sẽ rớt một ít lá nữa thôi cả nhà. Nút ra này, này thay chậu ha, thay chậu, thay những cái chậu đẹp luôn. Sâu cây bonsai ha nha. Cái này là dàn nút nè. Thì mình sẽ thường xuyên, lúc này thì mình sẽ thường xuyên quay trở cây ha, có nghĩa là khi mà cái cây mai mà nắng mình bỏ trong thời gian mấy tháng vừa rồi, thì mình cái hướng mặt trời buổi chiều là bên đây, thì bên kia là nó sẽ mát hơn, mình sẽ quay ngược lại đó nha, quay chiều lại cho nó đủ nắng chiều, thì khi mình lại lá ra thì những cái mai này nó sẽ được cái lượng nắng nó đều nhau rồi, cái nụ nó rám đều, thì mình lại lá ra thì nó sẽ bung đồng loạt nha cả nhà.
anh em mình không có quay chiều nắng, nhiều khi nó mát thời gian khá là lâu thì nó bung nó nở cũng không có được đều ha. Do vậy thì mình sẽ thường xuyên mình quay nắng theo chiều nắng, nắng chiều quay ngược lại ha. Đây cây này nút được đây, đây nút nụ. Cây này nó già mùa nha cả nhà, đánh cái vàng cốt mình thú. Đây, vàng hút cả nhà thôi. Quá trời nhiều luôn cả nhà. Không cần xử lý nhiều. Thì anh em nếu mà nụ nhỏ như em nói nãy đó thì sẽ tiếp tục mình tưới 15 năm 20. Mà thấy nó chớm nó cũng bung thì anh em mình sẽ ngưng lại ha. Ngưng lại. Và đặc biệt thì thuốc sâu thì mình không, thời điểm này mình không có xịt nữa ha. Gần tới thì có thể cuối tháng 11 này hoặc là lối hâm thì mình trở lên thì mình sẽ xịt ha. Xịt để khi mà mình chuẩn bị lại lá đó, trước khi lại lá đó thì lá nó sẽ gớt một phần và cho cái nụ nó phơi ra nhiều. Cây này nay cũng lên nụ nè cả nhà. Cây thú ha. Thú cao cổ à. Như cả nhà thấy cây này đi ha, lá nó được cây rất là nhiều nè cả nhà. Được rất là nhiều ha. Cây bonsai thì nó khác và cây những cái cây tàn lớn thì nó khác. Nên khi nuôi những cây bonsai thì có thể qua tháng 9 thì tháng 10 thì có thể mình đi cái lượng phân nó nhẹ được. Còn nếu mà những cái cây tàn lớn, khung tàn lớn như vậy thì bắt buộc phải cho nó đứng tược sớm. Tháng 7 này nó phải có một số đứng tược và nụ nó có. Và tháng 8, tháng 9, cuối tháng 8 thì mình sẽ đứng tược là ha, thì cái nụ nó mới được đẹp. Nhiều anh em hỏi em nói là tại sao mình làm được cái dàn nụ đứng tược và cái nụ nó được rám vàng. Thì cái lý do là bắt đầu từ tháng 7 là em đã xử lý nói với cả nhà rồi. Nhưng mà cả nhà mình sợ nhiều khi không có tới chừng nữa nó rực lá hoặc nó rụng lá rồi cái cây mai của mình nó không có xanh thì anh em mình nó không có sung. Nhưng mà thời điểm mình làm, bắt buộc mình làm thì cho nó đứng tược thì tháng 10, tháng 11 phải cho nó rực lá thì mới đưa ra được cái dàn nụ nó đẹp. Còn anh em mình sợ ha, sợ nên năm nay thì anh em mình đã có một cái kinh nghiệm nữa rồi. Nếu mà muốn cho nó đạt nữa thì năm tới mình sẽ có một những cái chu kỳ mình làm cho nó đúng cách thì cây mai của mình nó sẽ tuyệt vời hơn nữa nha. Hiện tại bây giờ thì nếu anh em mình cũng đã có nụ rồi, nụ nó to, nó vừa hoặc là hơi nhỏ tí thì mình sẽ sử dụng thì mình khi mà nó hơi nhỏ tí thì có thể mình sẽ tưới 15 năm 20. Như lúc nãy em nói thì anh em mình tiếp tục tưới một cử hoặc là hai cử, nếu mà thấy nó bung rồi mình sẽ ngưng để hỗ trợ thêm. Còn qua giữa tháng 11 đến cuối tháng 11 âm lịch này thì em cũng phải tưới dưỡng thôi, tưới dưỡng kết hợp với phân thùng. Và mình tưới cái thời điểm thì như em mới tưới Diumin cộng dưỡng để thì có lẽ là khoảng 15 này, 15 tháng chạp này, ở tháng 11 âm lịch này thì em sẽ tưới một cái đợt phân thùng Dona 01 ha. Thì anh em mình tin thì anh em mình sẽ làm ha. Còn nếu anh em mình không làm thì cũng như là xem qua cái clip này cho nó vui thì không bắt buộc. Nếu anh em tin tưởng thì anh em mình sẽ làm và coi lại cái dàn nụ. Nếu anh em mình xanh quá thì anh em mình có thể là mình sẽ tưới cái loại phân dơi ha, không tưới phân thùng cũng được. Tại vì phân thùng là sẽ có NPK nó đóng nữa nha cả nhà. Đây pha loãng NPK. Nó sẽ dễ những cái nụ non nó sẽ dễ nở. Đó. Còn nếu anh em mình không có phân thùng thì anh em mình tưới phân dơi ngâm cũng được và tưới nhẹ 15 năm 20 ha. Và như hôm trước anh em mình đã tưới 20g cho 20 lít nước thì bây giờ mình có thể lên 25g cho 20 lít nước. Đó, tăng tỷ lệ nhẹ như vậy để cho cây mai mình coi cái nụ nó lên như thế nào và nó có bung nụ giò trấu hay không. Đó, mình sợ nó bung sớm thì mình sẽ tưới cái liều lượng tăng từ từ. Còn mình thấy nó bung một phần 10 hay là một phần gì đó thì anh em mình sẽ ngưng. Anh em ngưng không có tưới cái lượng NPK nữa.
như cây này, cây này hôm trước thì cái nụ nó chưa lên rồi nha, nhưng mà nay thì cái nụ nó lại lên to rồi. Phân thuốc thì mình kết hợp, còn mình phải xem lại cái mai của mình nữa. Do vậy thì anh em mình có thể là mình xem coi trường hợp nào như em nói thì anh em mình sẽ xử lý ha. Còn nếu mà nụ mùi rồi thì mình sẽ tưới dưỡng như thế nào, thì em cũng đã chia sẻ cái clip này. Nếu anh em mình thấy thì tham khảo lại coi thì trường hợp nào anh em có có trong vài trường hợp em nói thì anh em mình sẽ xử lý theo cái trường hợp em đã chia sẻ lúc nãy nha cả nhà. Đây, như cây này cả nhà thấy nè, nút nó ra bự như vậy đó, cả nhà thấy nè, nó lớn to tới mức độ nha. Nên cái nụ nó càng bự thì nó cho cái bông nó, cái búp nó càng nhiều ha, cái nụ nó càng nhiều. Tới đây nè, thấy to to mà nó no tròn, cả nhà thấy rất là lực. Còn cái nụ mà nó không no tròn như vậy thì nó, những cái nụ nó hơi cứng, thì đối với thủ đức nó hơi cứng thì nó sẽ khó nở. Còn cả nhà thấy nè, chỉ có 3-4 cái vỏ trấu thôi ha. Cái này thì khoảng 3-4 vỏ trấu nó đã bung rồi, nên khi mình lại lá ra nó dễ bung đều hơn. Còn nếu mà vỏ trấu mà nó ôm cứng quá, đây như trường hợp này nè cả nhà, vỏ trấu này nó cũng còn hơi cứng nè ha. Trường hợp này mình lãi ra thì thường thường nó sẽ ít nở, ít bung đều hơn ha. Đây cũng vậy nữa nè, vỏ trấu này nó còn ôm cứng quá nè cả nhà, nó sẽ bung. Tại vì những cái cây này là cây tháng 9 nè cả nhà, hoặc là giữa tháng 9 thì cây cuối cùng đó nên cái nụ nó không được mùi. Do vậy thì anh em mình nhớ là xử lý thì theo từng tháng, và tháng nào thì cho cái nụ nó sẽ đẹp hơn và nó lớn hơn. Còn tháng như đầu tháng 9 hoặc cuối tháng 9, giữa tháng 9 thì lấy cây đó thì cho ra cái dàn nụ không được đẹp ha, đối với những cái cây lớn tàn. Còn những cái cây bonsai thì có thể tháng 9 mình vẫn lấy cây được nha cả nhà. Những cái cây tháng 9 tại vì nó ít cành, mình sẽ tạo cái nụ nó mau hơn. Còn những cái form tàn mà nó lớn, nó nhiều thì nó sẽ cho ra thì cái nụ nó sẽ lâu già hơn và lâu lớn ha. Đây, cái này là cái siêu bông nữa. Mới quay chiều nắng lại nè cả nhà. Cũng còn nụ nhiều ha. Nở thì hôm trước nở cũng khá là nhiều, nhưng mà nay nụ nó còn cái xương nó cứng tới mức độ này nè cả nhà. Em nắm vậy, buông ra nó bật lên cả nhà thấy nè. Nên những xương rất là cứng, cứng cáp và cái nụ nó lại chắc khỏe. Còn nhiều anh em mình nuôi có thể là nó đi trượt hoài, nó không có cứng xương. Khi mình lại lá ra nhìn thấy cái dàn xương nó rất là yếu, cái nụ nó không có được lực nè, rồi nó nở cái bông nó không được chùm, hoặc là nó nở cái bông màu sắc nó không được đậm ha, là do mình cái cách xử lý của mình điều phần thuốc đó cả nhà. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay lại vườn thì chia sẻ một số vấn đề để mình xử lý vào tháng 11 này, và chia sẻ những cái kinh nghiệm để năm tới mình có thể là anh em mình sẽ kết hợp cho nó đúng cách để nuôi một cây mai cho nó chuẩn dàn nụ hơn. Thì mỗi năm thì có một thời tiết nó khác nhau, nên mình phải coi lại cái thời tiết. Cái chu kỳ mình đi phân thuốc thì nó vẫn như vậy, nhưng mà mình coi lại cái thời tiết, thời điểm nào nó thích hợp ha. Nhất là vào tháng 11 này vào tháng cuối cùng để mình trước khi mình lại lá thì mình phải xử lý cho nó cẩn thận, mình coi cái thời tiết nó có thuận hay không, và gần tới lại lá này nó nghịch hay không, nó lạnh hay không, và tiết trời nó gió, có thể gió đông mạnh hay là gió bắc ha, gió bắc rồi gió xe lạnh thì mình sẽ xử lý cho nó đúng cách. Nếu mà thời tiết xe lạnh thì mình sẽ kết hợp mình thúc mình kích thích thêm để cho cây mai của mình nó dễ bung nụ. Còn nếu tiết thuận thì anh em mình sẽ tự nhiên thì mình tưới nó bình thường thôi, liều lượng nó có thể nhẹ hơn để từ cây mai mình nó sẽ tự nhiên nhiên hơn ha cả nhà. Vậy rồi thì một lần nữa rất cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều, cũng như là xem qua những clip của mình, thì những anh em nào có thể là có những cái kinh nghiệm để chia sẻ giao lưu học hỏi thì anh em mình sẽ chia sẻ lên để có thể là mình sẽ kết hợp và mình làm cho cây mai mình nó tuyệt vời hơn và nó đẹp đẽ hơn trong cái dịp Tết này nha cả nhà. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha.
Và đừng quên, thấy video hay thì anh em mình sẽ cho một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha cả nhà.